Em xin chào toàn thể quý vị các anh em. Video này thì em test và giới thiệu cho cả nhà một chiếc âm ly đèn mới về. Đây là chiếc âm ly đèn Audio Space với mã hiệu model là 7030. Con này có chất âm cực kỳ là hay các bác. Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên đời bóng đêm với khôn, tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh. Chúng ta vừa được nhìn sơ qua cái phần thiết kế của chiếc âm ly Audio Space 7030 này. Thì đây là một cái chiếc âm ly về từ Nhật nha các bác. Sử dụng nguồn điện 100V. Con này thì sử dụng 4 bóng L34 và 3 bóng nắn là 6N7. Đấy, cho nên là nó cho công suất rất là khỏe. Các bác đánh JBL, đánh với cả tan nòi cực kỳ là hay. Và đặc biệt là những bác đang chơi muốn trải nghiệm sang đèn với mức giá đầu tư bình dân, nhưng cho chúng ta cái gì? Thứ nhất là hàng chính hãng, thứ hai là chất lượng âm thanh, và thứ ba là về cả thiết kế nữa. Thì chiếc Audio Space này nó hội tụ đầy đủ. Và chiếc âm ly đèn này thì chào xuân năm mới em mình gửi đến các bác chơi chỉ có 17.500.000 thôi ạ. Đó, cực kỳ là tốt. Đấy, con này thì nó là đời mới, đời cao cấp, nên là đời mới nên là cái độ suy hao nó còn ít này, suy hao ít này, đặc biệt là linh kiện còn tốt này, không có bị xì xoẹt hư hỏng hay bệnh vặt như những con âm ly đèn cổ. Đấy, nên các bác yên tâm chơi. Thì chúng ta cùng nhìn qua cái phần thiết kế. Trước hết là mặt tiền sẽ có logo Audio Space. Đấy, bên này sẽ là nút nguồn. Đấy, các bác nút nguồn tắt bật. Đấy, nó làm bằng inox này, rất là sang. Đấy. Ngoài ra sẽ có ba cái chế độ model chơi hoặc là đánh direct. Con này sẽ cho chúng ta là 4 cổng kết nối. Đấy, từ là AV1, AUX2, AUX1, AUX2 CD hoặc là chúng ta đánh direct, tức là không qua phần rè. Đấy, đánh mộc luôn. Còn về thứ ở đây thì là sẽ là phần 4 bóng công suất L34, toàn bộ là đế nâu nha các bác. Đấy, lưu ý cho em, đế nâu zin, bóng zin, và ở đây sẽ có cái phần chữ này, Audio Space này, for high end L34. Đó. Toàn bộ là bóng zin theo máy. Bóng còn rất là mới nha các bác, nhìn à, bóng rất là mới nên các bác yên tâm chơi. Toàn bộ phần sassy là bằng inox sáng gương có thể soi được. Ở phía sau là hai phần biến áp xuất âm, và ở đây sẽ để lộ thiên hai quả tụ rất là lớn, là của tụ của Nichicon Nhật Bản, tụ Nichicon nhá. Đấy. Còn quả biến nguồn rất là lớn ở đây là AS, được sử hãng sử dụng là AS900 Family. Đấy, tức là cái quả nguồn này họ xài chung cho tất cả nhiều cái model cao cấp, họ cũng đều sử dụng cái cục nguồn này, nên đây là một cái model các bác yên tâm về phần chất lượng. Đấy, được chưa? Rất là khỏe. Con máy này nó sâu khoảng 40, trên 40 các bác, nếu mà tính cả giáp thì khoảng 50 nhá. Phía sau em quay cho các bác coi. Đây là cái phần mặt phanh nhôm này. Toàn bộ các cái chân rắc này đều được mạ vàng và có logo của Audio Space, cũng như là cầu giao loa này. Cầu giao loa thì sẽ có là 4 ohm, 8 ohm. Đấy, được chưa? Đó là những cái thông số phổ biến và phổ thông để các bác chơi vào ghép loa. Đấy, những cặp loa này đều có chữ Audio Space. Đấy. Phải nói là con này được cái độ hoàn thiện và thiết kế rất là đẹp mắt. Đó. Rồi, đó là những cái thông tin cần chia sẻ về chiếc âm ly đèn Audio Space 7030 với mức giá chỉ có 17.500.000 đồng. Đánh rất là hay, toàn bộ bóng zin và máy còn rất là mới. Thì thông qua video này, các bác nào có nhu cầu chơi, trải nghiệm và sưu tầm chiếc âm ly này thì liên hệ cho em nhé. Em mình xin dừng video, cảm ơn cả nhà đã theo dõi.